Giờ mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình đang đứng ở ngay chỗ cầu Xuân Linh của phường Biên Hòa. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 là ngày Tết Đoan Ngọ. Thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi một vòng ở khu chợ Tam Hòa, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Thì để coi cái hôm nay cái Tết Đoan Ngọ ở khu chợ Tam Hòa nó ra sao. Thì là hôm nay Tết Đoan Ngọ thì theo ông bà ngày xưa thì đó là Tết giết sâu bọ, là Tết mà để của người phong tục của người Trung Đông, Trung Quốc các vị. Thì mình thấy buổi sáng đấy thì mình đi chợ rồi sớm, thì là mình thấy ở đây vào cái ngày này á thì giá trái cây và một số các loại hoa tăng khá là cao. Phía trước mặt các vị đây là cái vòng xoay Tam Hiệp. Mình sẽ quẹo tay phải vào hướng chỗ đường Phạm Văn Thuận nhé. Thì vào cái ngày này đi chợ thấy khá là đông, họ mua các cái đồ như nếp này, có một số xôi chè tùy mọi người. Khu chợ Tam Hòa, mình sẽ đi vòng khu chợ Tam Hòa hướng ra chỗ giáo xứ Bùi Thái rồi ra chỗ Hà Nội. Đây thì cái đây là cái đường Phạm Văn Thuận ở đây này. Thì trước đó mình quay một số cái video thì nơi đây bán các cái đồ máy, một số sản phẩm về cơ khí khá là nhiều ở đây. Ngay cái đèn xanh đèn đỏ thì mình sẽ quẹo vô cái chợ Tam Hòa nhé. Sơn này, điện nước ở khu này, mấy khu chợ sạch hôm nay bán rất là nhiều cái đồ máy móc rồi. Ở trong cái chợ Tam Hòa này có cái tiệm vào Quốc Bảo cũng khá lớn và uy tín ở Biên Hòa. Trước mặt quý vị là đường xanh đèn đỏ. Mình sẽ quẹo tay phải để vô chỗ chợ Tam Hòa. Đây, quẹo phải vô 30 mét là tiệm vào Quốc Bảo. Chợ Tam Hòa thì nó rất bên trong, nhưng mà bên ngoài này thì thấy họ giờ bán tận vào đây quý vị này. Đây, cái đồ tỏi. Bây giờ thì cũng là 9 giờ rồi. Trái cây này, trái cây đây là cái tiệm vào Quốc Bảo này. Bảo này thì khá là uy tín ở Biên Hòa. Tép đi. Giờ khá là đông quý vị. Cơm rượu. Đây thường ngày này thì họ bán cơm rượu khá là nhiều quý vị. Đó, cơm rượu này. Em mua vậy em. Chè xôi. Thì họ bán các cái đồ thuốc nam, quả rừng đi. Trước kia về kia là có cái giáo xứ Bùi Thái măng rồi. Thằng 5 cái 20 ngàn,
bán cơm rượu khá là nhiều quý vị. Chợ mình thấy đây chợ Tam Hiệp với chợ Bùi Thái nó khá là gần nhau quý vị. Đây mới chợ Tam Hòa đây kìa. Bây giờ lòng chợ của Tam Hòa đây. Giờ người ta bán ra ngoài nhiều. Nhà mình thì chỉ có mua trái cây hay mấy cả hoa quả thôi, hoa quả trái cây thôi. Đây thì thấy người Nam thì họ sẽ có mua cơm. À, đây phía trước mặt quý vị đây là giáo xứ Bùi Thái vậy này. Đó, nó làm tốt ở ngoài này vậy này. Cái này là đó. Chợ ra tốt ngoài này luôn. Thấy giáo xứ Bùi Thái này khá lớn rồi. Có những xe nhanh chóng nơi khác tăng đầu ở đó gây ra ủng tắc giao thông, gây tai nạn giao thông rất dễ dàng. Vì vậy chúng ta nhanh chóng di chuyển nơi khác. Đường này là đường Hồ Văn Leo, đường này đi thẳng ra quốc lộ 1A vậy là sang Hà Nội này. Đây thì đây có Bách Hóa Xanh rồi nhé. Đường Biên Hòa này thì nó tên rất là khó nhớ và nó nhỏ nên đa số người ta có một cái trung tâm, địa điểm trung tâm ở đó. Chỉ có những con đường lớn người ta sẽ rõ hơn thôi. Đấy. Dọc dọc bên đây này. Tí mình sẽ kiếm ra một cái vô một con đường vô lòng chợ cho mọi người coi. Đây vì giờ mình đi vô trong lòng chợ đây. Đây bán trái cây này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ thì heo khá là cao nên mọi người cũng chuyển qua ăn thịt cá mấy thịt bò heo. Lòng chợ thì mình thấy một số nó không có được đông đúc, giờ người ta đổ xô ra ngoài bán khá là nhiều. Cá rau khô này. Chó. Chó thì thôi mình không quanh thì chó được. Chó này, mèo, trâu. Đó thì mình kiêng cái gì. Những người này thì mấy cái đồ trái cây mấy cái hoa quả này nó đẩy cao lắm. Rất là đa dạng. À, củ mì nè. Tới thì mình sẽ lối lập mình quay nhiều các cái chợ và các cái địa điểm du lịch để cho bà con nước ngoài, nước Việt kiều có thể tìm theo dõi hơn.
Rồi mình đi ra ngoài này. Mỗi chợ thì nó có một cái đặc điểm riêng, cái hay của nó. Bán quần áo này, họ làm tốt cho ngoài này. Vì đây là cái channel nội quốc lộ 1A. Thì vừa rồi mình cùng dắt tất cả quý vị và các bạn đi tham quan một vòng cái khu chợ Tam Hòa phường. Thì tới chỗ giáo xứ khu Bùi Thái, hiện nay vào ngày 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ thì nó ra sao. Thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây nha. Hẹn mọi người trong một cái video gần đây nhé, trong thời gian sắp tới. Giờ mình xin chào quý vị nhé.